Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lượng khách đổ về Nha Trang tỉnh Khánh Hòa rất đông và các tour biển đảo trở nên hút khách. Sáng 3 tháng 9, hàng ngàn du khách từ nhiều nơi đã đổ về bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên để lên tàu tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang như Hòn Mun, Hòn Một, Thủy Cung Trí Nguyên, Con Sẻ Tre. Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng là khoảng thời gian du khách tập trung tại bến tàu đông khách nhất. Số lượng khách tăng đột biến, nhưng ban quản lý bến tàu có sự chuẩn bị từ trước nên tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo. Đến gần trưa 3 tháng 9, vẫn rất đông du khách đổ về bến tàu để lên tàu tham quan các đảo. Theo ban quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, lượng khách tham quan qua bến ước tính tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong ngày 2 tháng 9, đã có hơn 400 chuyến tàu xuất bến, đưa 5.700 du khách tham quan các điểm đảo trên vịnh Nha Trang. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vào dịp lễ 2 tháng 9, dự kiến lượng du khách đến thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đạt khoảng 40.000 lượt, tăng 110% so với cùng kỳ. Dịp này, Sở Du lịch cung cấp số điện thoại được ghi nóng 0947 528 000, hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách khi đến Nha Trang.